ok, mặc dù không thấy gì nhưng mà mình sẽ cố gắng quay phim cho mọi người coi. Đây, điện thoại CBR250 đã chạy miệt mài từ nãy tới giờ luôn, chạy gần 45 phút không nghỉ luôn nha, rất là máu lửa ha. Chạy từ khi mà mình mới vừa xếp xong xa hình số 8, xếp xong số 8 chạy tới bây giờ luôn, là chỉ vô ngồi thở một hai cái xong rồi nói chuyện vài câu xong ra chạy tiếp. Rất là nể ý chí luôn ha. Rồi anh Thoại CBR250 đang tập cơ bản đi tour, thì bây giờ là mới chạy để làm quen cái live chạy thôi, chưa có ra người, chưa ra bài gì hết ha. Thì buổi đầu tiên lên giao lưu thì mình cho anh ấy chạy thoải mái để trải nghiệm cái cách chạy ở đây, rồi sau đó mình sẽ, nếu anh ấy có câu hỏi mình sẽ hướng dẫn, rồi không thì cứ để anh ấy chơi thoải mái vậy nha. Rồi trong kia anh em thì đang làm việc trong kia, anh em đang quay phim cho cái xe mới, thì học viên lại chạy ngoài này rất là vui ha. Mình thì đang ngồi đây chém gió với các bạn đây. Ok, lớp sẽ hẹn mọi người vào 16:30 cho tới 20:30 nha, từ 4:30 chiều tới 8:30 tối, các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật. Tức là bây giờ lịch của mình sẽ là 3, 5, 7 chủ nhật, gồm buổi sáng từ 6-8 giờ, buổi chiều từ 4:30 tới 8:30 tối, 3, 5, 7 chủ nhật, 4 ngày trong tuần nha. Riêng sáng thứ bảy, chủ nhật thì mình sẽ kéo dài tới 10 giờ, còn hàng ngày thì sẽ là từ 6-8 giờ. Ok, hẹn mọi người vào hôm nay, ai ra chơi thì tranh thủ ra nha. Hẹn mọi người vào sáng và tối thứ năm.